vi phạm an ninh mạng đúng không? Dạ. Ngoài ra còn người dưới nhà đi làm đúng không? Dạ có ạ. Trong vụ án này hiện tại thì bạn tạm giữ tạm giam rồi mà mới sắp tới ngày nào? Dạ ngày 24 tháng 3 năm 22 ạ. Bị cáo được rồi. Dạ. Bị cáo ngon. Tính thời gian là bà 8 tháng 3. Vi phạm an ninh mạng đúng không? Dạ. Ngoài ra còn người dưới nhà đi làm đúng không? Dạ có ạ. Trong vụ án này hiện tại thì bạn tạm giữ tạm giam rồi mà mới sắp tới ngày nào? Dạ ngày 24 tháng 3 năm 22 ạ. Không phải là theo kiểu cảm hứng bằng một cái quỹ thật sự. Bị cáo bị bắt đi như vậy, bị cáo biết rất nhiều người thiết tha mong bị cáo trở về để bị cáo còn có cơ hội để giúp đời giúp người. Còn những gì bị cáo xài thì sao? Rất là ân hận rồi. Bị cáo không có làm việc ngẫu nhiên mà bị cáo làm việc có bài bản bền chừng. Toàn bộ lời chừng của công ty đồ bộ Việt Nam mang lại giúp hết cho xã hội, đó là ý kiến của bị cáo. Không thu một đồng nào cho vợ chồng mà đem hết toàn bộ cho xã hội. Đó là nghĩa tưởng sống của bị cáo. Bị cáo được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có giáo dục. Bị cáo không bao giờ cãi cọi gây gỗ dài hết. Nhưng mà vì bị cáo bị tổn thương quá mức nên bị cáo có những lời lẽ cũng do là bị cáo uống rượu, do bị cáo đau khổ và cũng do bị cáo ức chế. Một mình bị cáo mà chống chọi biết bao nhiêu con người, cho nên bị cáo biết là bị cáo sai. Bị cáo xin lỗi tất cả các cấp chính quyền và xin lỗi tất cả những người mà bị cáo đã vô tình thì cố ý đụng chạm. Nhưng thực chất ra là bản thân bị cáo là người có nhiều việc làm chứ không phải rảnh rỗi để lên mạng xã hội, để lợi dụng mạng xã hội để làm những cái việc để dẫn đến ngày hôm nay. Bị cáo mong là hội đồng xét xử thấu tình thấu lý và hiểu được cái lòng của bị cáo lúc nào cũng vì dân và đặc biệt là dân nghèo. Bị cáo đặt tình với dân nghèo, tức là trẻ em bổ tim. Bị cáo đã cứu hơn 3.000 trẻ em rồi, đó là một bằng chứng thật sự. Bị cáo mong hội đồng xem xét cho bị cáo để bị cáo được về, để bị cáo làm lại những cái điều bị cáo đã từng làm, từng sống cho đến suốt cuộc đời bị cáo. Bị cáo yêu nước yêu dân, đó là sự thật. Bị cáo mới bỏ một hội đến Bắc ra để đi làm kiếm tiền lo cho dân. Hôm nay bị bắt cáo phạm tội, bị cáo vô cùng ân hận. Đã trình bày xong chưa? Dạ rồi. Bị cáo về chỗ đi. Dạ. Ba bị cáo là nhân viên của bị cáo Hằng đứng lên, lên trên bục. Hiện nay anh Hưng tại tòa hôm nay là cũng còn một yêu cầu chắc quanh chỗ bà quanh cũng vậy. Dạ. Tại tòa hôm nay thì nhận thức và đối với người này, người ta có yêu cầu xin lỗi và xin lỗi thì anh đã xin lỗi thôi. Thật sự ra thì cao cao nhận thức này. Ai cũng vậy, có sai sai thì sửa được, và cái sai cái trả giá thì không phải là đắt, đúng không? Nhưng người từ nãy giờ từ ông Hưng đến bà Quanh đều đề nghị là gì? À, bị cáo Hằng nhận thức là sai, xin lỗi và xin pháp luật giảm nhẹ đối với bạn, đối với bị cáo. Bị cáo nhận thức, bị cáo có xin lỗi được cái này không? Cho bị cáo nói một lời. Rồi, bị cáo đây. Bị cáo năm nay 53 tuổi rồi. Bị cáo bị xúc phạm. Chẳng lẽ bị cáo đưa những cái tin nhắn mà người ta xúc phạm bị cáo cho cả hội đồng xét xử thì sẽ thấy rằng là bị cáo bị tổn thương đến mức nào? Rồi, hội đồng xét xử ghi nhận chỗ này và đã nhận thức chỗ cái phần đối với cái việc mà bị cáo cũng rằng đã tố cáo với hành vi những người này thì bây giờ pháp luật đã xử lý rồi, chưa? Dạ. Thì đối với những yêu cầu của cái phía cáo trạng khi tố bà Phạm Lan sai nhưng chưa thấy hiện bản chất cầu chuyện nguyên nhân dẫn đến chuyện việc bà vi phạm pháp luật. Theo báo thì bà Hằng cho rằng ông Võ Hoàng Yên lừa đảo công chúng thông qua việc chữa bệnh mang tính chất tâm linh, mà bà cũng là người bị hại nên bà livestream để cảnh báo cho người dân. Đồng thời theo bà Hằng thì ông Hoàng Yên là đồng phạm với Võ Hoàng Yên. Về những nội dung livestream, bà Hằng cho rằng
có thông tin không có căn cứ, nhưng cũng có những thông tin và phát ngôn theo thông tin thông báo của báo chí đăng lên. Bị cáo không kiềm chế được cái cảm xúc, quý vị. Một mình bị cáo là phụ nữ, bị hàng chục người sỉ nhục, tra đạp nên bị cáo bị kích động dẫn đến phạm tội. Bị cáo không thấy cáo trạng oan sai nhưng chưa làm rõ động cơ thực hiện việc bị cáo. Bị cáo không đã cần phải tâm huyết để mà suy nghĩ vấn đề để xin lỗi không? Bác sĩ ngồi đây. Ba điểm. Không nghe rõ là không phải có thể trả lời thích dẫn. Có một lời là cơ. Dạ. Dạ. Phải có đúng chưa? Dạ đúng. Đó là thi đó là căn cứ từ việc dẫn nhân quả. Hoàn cảnh bên ngoài, từ 3 giờ sáng người dân đã đóng kín mít trước tòa án để mà muốn theo sát cái vụ án của ngày hôm nay xét xử bà Nguyễn Phương Hằng. An ninh được siết chặt và phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng vào sáng nay. Gần 18 tháng kể từ ngày bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, quý vị, cơ quan tố tụng đã 5 lần phải ban hành kết luận điều tra. Sáng nay bà Hằng cùng 4 đồng phạm đã bị xét xử. Và đáng chú ý là những người có liên quan đều đang im lặng, chưa có phản hồi gì về việc sẽ tham dự phiên tòa. Quý vị thấy Phi Oanh càng ngày thì gương mặt cũng biểu hiện giống bà Phương Hằng quá hả? Đàm Viễn Hưng và Phi Oanh đã đến tham dự phiên tòa. Thì nhà báo Đức Hiền, Đinh Lan sẽ ủy quyền cho người đại diện, luật sư tham gia phiên xử. Luật sư Nguyễn Đức Hoàng đại diện Thủy Tiên và Công Vinh ở tòa vì cả hai vắng mặt phiên tòa hôm nay. Rất đông người đến đứng live stream phía bên ngoài. Và Trang Kiến Bình đã theo dõi cái vụ kiện này nên cũng chia sẻ một số video cho quý vị.